Chào bạn. Mời anh vào. Thôi thôi. Cứ đọc danh sách đi. Cứ đọc danh sách còn đi đi. Và chào nha. Ôi Cường ơi. Không có việc lớn, anh có ý em xuống không lên một cây. Không lên không phải ấy đâu. Hôm qua thì có mỗi cái đấy. Bảo em xuống em bảo mời ông lên mời cơm, ông đi đón dâu thôi, cho đón cháu. Đón cháu. Ông My ơi, việc của em tiếp mà chào các bác không? Bắt tay cái cho buổi sáng. Vâng. Chí này cái toàn chơi ngươi. Toàn chơi ngươi, mời em. Lúc kia có ba bà rồi. Ba. Khánh ơi, yên cương, yên cương. Không, cứ yên cương, tiếp lại đây. Vâng ạ. Bình ơi, tiếp miếng đi. Đấy. Khách nào ơi.
Đầu bếp trưởng bắt tay cái. Hôm qua mặc áo đỏ, hôm nay mặc áo trắng à? Vâng. Gia đình có ý kiến rồi. Mời các ông đi. Vâng. Mời các ông, các bác. Chúc sức khỏe, chúc mừng cả gia đình. Vâng, và ngay từ đầu thì quý vị vào giờ phút này để cùng đến chuẩn bị đến giờ hoàng đạo mà giờ của phái đoàn gia đình nhà trai ngày hôm nay cùng chuẩn bị lên đường để đón cô dâu. Và giờ phút này một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng thông báo và trân trọng kính mời toàn thể các cụ công, các bà, các cô thì chú bác và toàn thể các bạn trẻ nam nữ thanh niên của Thế Anh ngày hôm nay anh cùng có mặt tại sân khấu hôn trường. Giờ phút này xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng chuẩn bị trở với cánh cổng hôn trường sân khấu ngày hôm nay để cho bác trưởng đoàn cùng sắp xếp thời gian và phương tiện cho các đoàn lên đường đón cô dâu kịp với giờ hoàng đạo và giờ của hai bên gia đình đã giao ước. Mời nữa ban tổ chức xin để trân trọng thông báo và trân trọng kính mời. Thank you.
Thế thôi cứ đi đi. Ra ngoài đó rồi xe xếp chờ. Anh ra ngoài đó đi xong một tí nha, đợi cho xe các cụ lên trước. Em đi. Cái này cũng được đúng không? Được được được, xong rồi để xuống dưới rán. Anh cầm. Dưới rán luôn đi ạ. Không đi à. Cắt đi, cắt đi. Cắt sắt thôi, cắt sắt. Có cần cắt luôn không ạ? Có được, được, được. Đấy, dính vào đây. Đi, đi, đi. Hiện bên ngoài có phải đẹp hơn không? Đi luôn đi, vừa đi, vừa đi, vừa đi, vừa dính. Đi luôn đi, đi luôn. Cầm miếng nữa nào. Chú, chú quay cháu đi. Cháu đỏ con nữa ấy. Mình lên TV đấy. Live stream thôi. Trên đường đi đón dâu đây. Bạn Thi à? Bạn Thi, bạn Đạt à? Bạn Phương. À không phải Thi, ai đây nhỉ? Thư, anh Thư. Anh Thư. Anh Thư. Duy. Duy. Đạt Phương. Đạt Phương. Ô, bác Toàn lái thì đón dâu. Hoa cơ vợ Toàn. Đây một xe của mình này. Bám sát xe nào vào. Bám sát rồi. Quan sát gương này. Rồi, đi. Đấy, nó bắn pháo hoa này. Trên đường nó bắn pháo hoa này. Bám sát cái xe đấy vào. Không biết được, em là chỉ cần mẹ ngồi xe nào. Mẹ ngồi xe to. 60 km nha, đi qua 60. Dễ vào Bích Động. Đâu? Đấy,
cái xe này của mình này. Động lịch thì đường đi bích động mà. Okay. Nhìn gương trong nắng rồi. Bạn kia ngủ rồi. Sướng quá, êm quá. Ngủ tít luôn. Sáng nay lại sướng. Đấy, đợt xe rước dâu đang đi trước đây nè. Úi giời, toàn rước dâu mình kìa. Đấy, quay đi. Đấy, cho cháo này để tự quay này. Đây á hả? Em chạy lên trước đi. Em chạy lên để anh lấy cái đấy. Còn xe rước dâu đây này. Đang đỗ lại xếp hàng đây này. Đang đỗ lại xếp hàng. Đúng rồi. Bạn này ngủ hết rồi, một bạn nữa đâu rồi? Mẹ cháu bé rồi. Ừ. Một bạn xin tách đoàn vì còn đang dở bú tí mẹ. Mang về sau cũng được. Không được. Chắc cũng không hiểu rồi. Đâu mà mai nó
Rồi làm sao?